Chúng ta cùng chuyển sang cuộc gọi tiếp theo, cuộc gọi đến từ Hà Nội. Alo. Vâng, em là ở Hà Nội đấy ạ. Vâng. Nhà cho em gặp bác sĩ ạ. Vâng, bạn nói câu hỏi của mình đi. À, câu hỏi của em là nhà em một tuần ấy. Vâng. Thủ dâm một lần nha. Em thấy nhà nó không ra cái dịch ấy. Vâng. Thế điều bạn băn khoăn là gì? Là nhà cái đấy thì nhà có lúc có nhà nó mình cái đấy thì có lúc không ạ. Vâng, tức là bạn cũng đang lo lắng là sức khỏe mình có vấn đề gì không đúng không? Vâng, bạn bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 23. Thế ạ, vâng. Bác sĩ Vũ Minh Phượng, chuyên gia của chương trình sẽ trò chuyện cùng với bạn nhé. Vâng. Ơi, chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. 23 tuổi rồi hả? Vâng. Thế thủ dâm từ bao giờ? Em thủ dâm từ em mới lớn cái là em nghịch mà. Ừ. Vâng. Thế nhà là... mỗi lần nghịch thì một lần thôi. Ừ, mỗi lần nghịch thì một lần thôi. Vâng. Thế một ngày một lần hay là một tuần một lần? Tuần một lần thôi ạ. À, một tuần một lần hả? Vâng. Ừ, thế và cứ tự mình quy định cho mình là một tuần phải một lần hay là cứ không, tự không dưng... phải nhất thiết nha. Ừ. Đó là mình hứng lên thì mình mới nghịch, không thì không bao giờ nghịch. Tức là khi nào nó có nhu cầu thế là tự nhiên mình cứ phải động vào nó đúng không? Vâng. Thế thì dạo này lại thấy nó khác đi à? Không, thế là như là trước đấy nó vẫn thế mà chị ạ. Nhà không thấy ra cái dịch để cho nên để quan hệ vợ chồng nó dễ dàng ấy. Thấy là khi mà thủ dâm thì thấy nó không dễ dàng ra đúng không? Đấy, nó không chưa, nó không có chất bôi trơn đấy. Ừ, nó không có chất bôi trơn tức là nó không tiết dịch. Tiết dịch ý? Nó không xuất tinh đúng không? Không xuất tinh thì ra rồi nha. Trước khi xuất tinh nó không ra cái dịch ý. Thế theo anh nghĩ là trước khi xuất tinh nó phải ra nhiều dịch lắm à? Nó không ra nhiều cái dịch đấy thì mình cho nên mình sinh hoạt các cái vợ chồng thì nó dễ hơn. Tức là ra cái dịch nhờn đấy. Cho nên là khi mà sinh hoạt vợ chồng thì nó sẽ dễ hơn đúng không? Vâng. Thế nhưng mà ra dịch thì em nghĩ là nó ra như thế nào? Nó ra giọt á hay là nó ra như thế nào? Ra nó múp múp ở đầu thôi. Ừ, ra giọt. Nó chỉ ẩm ướt ở đầu một tí thế thôi đúng không? Vâng. Thế nhưng mà bản thân em thì em nghĩ rằng cảm nhận cái chuyện mà tiết dịch nó sẽ là như thế nào? Cái đấy thì em có đâu. Có cho nên là không thấy. Vâng. Tức là khi mà động vào đấy thì nó không thấy nó. Vâng, nó cứ khô khô ấy. Nó cứ khô khô, nó cứ đúng không? Vâng. Và ngay từ những cái ngày đầu mà thủ dâm đã có hiện tượng này rồi à? Vâng. À thế à. Thì lúc mới lớn thì có nhiều bạn các bạn thì ngủ nhiều ngủ mê ấy. Thì có ra nhà mình thì em chưa bao giờ thấy. Ừ, đấy là mộng tinh. Vâng, biết là mộng tinh nhà em chưa thấy mà. Ừ, thì có phải ai cũng thấy đâu. Nhá. Vâng. Thế và cái mà em lo lắng ấy, cái việc mà một tuần thường làm một tuần thì có nhu cầu và tự thủ dâm một lần thì cũng không thành vấn đề gì lắm đúng không? Và khi thủ dâm thì là có xuất tinh. Nhưng bây giờ cái băn khoăn của em là không thấy nó ra cái dịch nhờn và lo sợ rằng là sau này nó khó sinh hoạt đúng không? Nên sợ mình dùng thuốc là em từ bé em chẳng bao giờ dùng thuốc cả nên em lo cái đấy thôi. Không dùng thuốc tốt quá chứ lại cứ phải dùng thuốc à? Vâng đấy. Không lo cái chuyện là không nó không ra dịch nhờn bởi vì thực chất là nó ra rất ít mà cái chuyện mà ra dịch nhờn mà để làm cho cái việc mà quan hệ nam nữ nó dễ dàng thì lại là ở người phụ nữ nhiều hơn. Nhá, cái vấn đề của em bây giờ là một tuần thủ dâm một lần và phải giữ vệ sinh, đừng để cho nó có cái hiện tượng mà viêm nhiễm. Vâng. Thế thì là tốt rồi nhá. Vâng, cảm ơn chị ạ. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng, cảm ơn bạn đã điện thoại đến chương trình.